Thứ hai, ngày mùng 2 tháng 12 tới, chủ nhân quả bóng vàng 2019 sẽ được công bố tại Paris. Hai ứng cử viên sáng giá nhất là Lionel Messi và Virgil van Dijk có thể sẽ giành chiến thắng. Theo đánh giá của huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool, nếu trao quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất thế hệ, hãy luôn trao cho Messi. Nhưng nếu vinh danh cầu thủ hay nhất mùa trước, Van Dijk mới là người xứng đáng. Tuy nhiên, theo nhà báo Francesc Agulà của tờ Mundo Deportivo, tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ Catalan, chắc chắn Messi sẽ là người giành chiến thắng. Lý do cây bút này đưa ra là Pat Campari và Thierry Marchand, tổng biên tập và là biên tập viên của tờ France Football, đơn vị tổ chức giải, đã đến Barcelona để gặp Messi. Nhiều khả năng cả hai sẽ xuất hiện để thực hiện buổi phỏng vấn siêu sao người Argentina trước khi tiến hành lễ trao giải. Nếu điều này thành hiện thực, Messi sẽ một lần nữa vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ đoạt quả bóng vàng nhiều nhất lịch sử với 6 danh hiệu. Trong quá khứ, La Pulga đã giành chiến thắng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Mùa giải 2018-2019 vừa qua, Van Dijk là người thành công nhất về mặt danh hiệu khi cùng Liverpool chinh phục Champions League. Tuy nhiên, Messi vẫn giữ được phong độ hết sức ổn định với 44 bàn thắng và 17 pha kiến tạo sau 52 trận. Kết quả, Van Dijk đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA, còn Messi đoạt The Best của FIFA. Sancho là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Anh và đang là ngôi sao hàng đầu của Dortmund. Tuy nhiên, bên cạnh tài năng của mình, Sancho cũng được xem là một trong những cầu thủ bất kham, thường xuyên vi phạm kỷ luật, khiến ban lãnh đạo đội bóng rất bất lực. Hồi tháng 10 vừa qua, Sancho không được huấn luyện viên Lucien Favre sử dụng nhiều, đã nảy sinh thái độ bất mãn và bị phạt số tiền lên tới 86.000 bảng vì hội quân muộn. Hành động vô kỷ luật của Sancho tiếp tục tái diễn ngay trước thềm trận đấu với Barcelona trong khuôn khổ vòng bảng Champions League giữa tuần qua, khi Sancho bỏ lỡ một buổi tập cũng như không có mặt trong cuộc họp của toàn đội. Chính điều này khiến Sancho bị huấn luyện viên Pavé đẩy lên băng ghế dự bị, bất chấp tính chất quan trọng của trận đấu. Phải tới đầu hiệp 2, Sancho mới được tung vào sân và để lại dấu ấn khá rõ nét, trong đó có bàn thắng danh dự trong thất bại 1-3 của Dortmund. Tuy nhiên, điều này là không đủ để giúp cầu thủ 19 tuổi nhận được sự ưu ái của ban lãnh đạo đội bóng. Theo Independent đưa tin, ban lãnh đạo Dortmund sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Sancho. Mức phí mà đại diện Bundesliga yêu cầu vào khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, đây là khoản tiền quá lớn dành cho một cầu thủ mới 19 tuổi. Và nếu như thực sự muốn bán Sancho, chắc chắn đội bóng chủ sân Sina Iduna Park sẽ phải cân nhắc hạ giá. Được biết lúc này, có khá nhiều đội bóng lớn tại Anh đang quan tâm tới việc chiêu mộ Sancho. Trong đó có thể kể tới như MU, Liverpool và cả đội bóng cũ của Anh, Manchester City. Sau chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng bảng SEA Games 2019, đội U22 Indonesia chỉ có 2 ngày để hồi phục thể lực trước khi bước vào cuộc cạnh tranh với đội đang đứng đầu bảng B là U22 Việt Nam. Nói về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, trang Walter Konami khẳng định đây là một trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games năm nay. Bola Sport cho rằng U22 Việt Nam chính xác là đội bóng mạnh nhất bảng B tại kỳ SEA Games 2019. Trên trang Compact, ông Aman Ahali, điều phối viên tổ chức của Savio Soccer SOS nhận xét: nền bóng đá của Việt Nam đang rất phát triển ở mọi cấp độ. Đây sẽ là thử thách vô cùng khó khăn cho U22 Indonesia. Sẽ rắc rối như nếu đối đầu với U22 Việt Nam mà các cầu thủ lại không có đủ yếu tố thể lực và trình độ. Tờ Okezone còn bày tỏ nỗi lo ngại khi trong đội hình của thầy Park có tới 8 cái tên ở đội tuyển quốc gia, gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh và hai cầu thủ trên 22 tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Truyền thông xứ sở Vạn Đảo nhận định việc sử dụng những tuyển thủ kể trên là bằng chứng nghiêm túc cho thấy U22 Việt Nam đang tham vọng lần đầu tiên giành huy chương vàng ở nội dung bóng đá nam SEA Games. Mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo là giành vé vào bán kết càng sớm càng tốt. CNN Indonesia cho rằng Garuda đã rơi vào bảng tử thần với sự hiện diện của U22 Việt Nam và Thái Lan, những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Điều may mắn là U22 Indonesia đã giành chiến thắng 2-0 trước tiểu vua chiến ở trong trận giao quân. Do đó, họ chỉ cần chơi ổn định và giữ vững phong độ trước U22 Việt Nam để tự tin giành vé đi vào vòng trong.
Tuy nhiên, truyền thông Indonesia cũng chuẩn bị sẵn kịch bản nếu không thể thắng trước U22 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Indra Shivri ít nhất phải cầm hòa để giữ lại được 10 điểm. Trong trường hợp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thất bại trước Thái Lan. Tại SEA Games 30, nếu các đội bóng cùng bảng có số điểm ngang nhau, hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định đội bóng nào đi tiếp. Truyền thông nước này lo ngại, Garuda có thể sẽ gặp nguy hiểm khi hiệu số mới là dương 4, trong khi U22 Việt Nam là dương 11. Nói về cuộc đụng độ trực tiếp giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng B, Trang Suara dự đoán đây sẽ là cuộc chạm trán gay cấn và quyết liệt. U22 Việt Nam cũng đang trên đà hưng phấn giống Indonesia khi trải qua cả hai trận vòng bảng thành tích toàn thắng. Đội giành được 3 điểm ở màn so tài sắp tới sẽ có cơ hội rất lớn bước vào bán kết SEA Games 2019. Chiều ngày 29 tháng 11, tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận đấu cuối cùng bảng gặp Indonesia. Do với trận đầu ra quân gặp Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung có tới 6 sự thay đổi trong đội hình. Thế trận áp đảo được các cầu thủ nữ Việt Nam tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng sớm đến với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Phút thứ 10, từ quả phạt góc bên cánh trái, Tuyết Dung thực hiện pha đá khó chịu mở tỷ số cho trận đấu. Tuyết Dung tiếp tục cho thấy lối chơi năng nổ ở những phút sau đó. Cầu thủ mang áo số 7 góp công hai bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn ở các phút 14 và 19. Những phút sau đó, khung thành của thủ môn Lô Finse tiếp tục trao đảo nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi cho các cô gái Việt Nam. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Việt Nam. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung có sự điều chỉnh khi tung tiền đạo Huỳnh Như vào sân. Chân sút hàng đầu tuyển nữ Việt Nam ngay lập tức tạo dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 49. Chỉ khoảng 10 phút sau, Huỳnh Như lập cú đúp cho riêng mình sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội Bích Thủy để đệm bóng cận thành. Sau khi có được 5 bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu. Dù vậy, thế trận vẫn thuộc về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Những phút cuối trận, Tuyết Dung ấn định tỷ số bằng pha ghi bàn đẹp mắt ở phút 84, không cho thủ thành của Indonesia có cơ hội cản phá. Nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0. Chiến thắng trước Indonesia giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vé vào vòng bán kết SEA Games 30. Dù vậy, các cô gái Việt Nam chưa chắc chắn có được ngôi đầu bảng B khi phải đợi kết quả trận Thái Lan - Indonesia ngày 2 tháng 11. Trước trận gặp Frankfurt, truyền thông Anh cho biết Emery sẽ còn trận gặp Norwich City ở Premier League vào cuối tuần này để cứu vãn tình hình. Thế nhưng, trận thua nhục nhã trước đại diện tuyến từ nước Đức ngay tại Emirates cho thấy Emery đã hết thuốc chữa. Nên sau một hồi họp nhóm, ban lãnh đạo Arsenal quyết định sa thải vị trí được giao 48 tuổi trước khi quá muộn. Dưới sự dẫn dắt của Emery, Arsenal đã không biết thắng kể từ hôm 24 tháng 10, thời điểm họ hạ câu lạc bộ Vitória de Guimarães 3-2 ở Europa League. Pháo thủ đã trải qua cả 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, trong đó bao gồm cả 5 trận tại Premier League. Thành tích của Arsenal trên sân khách ở ngoại hạng Anh mùa này cực kỳ tệ hại khi họ mới chỉ bỏ túi một chiến thắng trước Newcastle ở trận mở màn giải đấu. Còn đâu, có 2 trận hòa và 3 trận thua. Chúng tôi xin thông báo rằng đội bóng đã quyết định chia tay huấn luyện viên trưởng Unai Emery và đội ngũ trợ lý của ông ấy. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Unai cùng các cộng sự, những người đã không ngừng nỗ lực để đưa câu lạc bộ trở lại ở cấp độ cao nhất mà tất cả chúng tôi mong muốn. Chúng tôi chúc Unai và các cộng sự không gì khác ngoài thành công trong tương lai. Quyết định đã được đưa ra do kết quả và màn trình diễn không đạt mức yêu cầu. Chúng tôi đã đề nghị Ferrier Lindbergh chịu trách nhiệm dẫn dắt đội với tư cách là một huấn luyện viên trưởng tạm thời. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Frank Dijk sẽ đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo. Việc tìm một huấn luyện viên mới sẽ được tiến hành và chúng tôi sẽ thông báo thêm khi quá trình đó hoàn tất. Jos Korenke, một thành viên trong ban lãnh đạo của Arsenal thông báo. Sau khi Emery bị sa thải, cựu tiền vệ Ferdinand Lundberg sẽ tạm thời lên đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng của Arsenal. Dù vậy, theo báo chí sương mù, Lundberg sẽ không làm thuyền trưởng dài hạn bởi pháo thủ đang nhắm tới một người cũ khác là Mikel Arteta, hiện đang làm trợ lý của Pep Guardiola tại Man City.